Cái này là nguồn nhân từ hồ Thập Phá, nguồn nhân qua bên núi Cô Tô. Cái dầu đá này là cái dầu đá con voi, như cái đầu con voi chuông ở trong núi ra. Núi này là núi Cô Tô, còn phía bên đây là cái dầu đá, bên đây là có cái chữ, có chữ Tây Tôn. Cái thung lũng này giờ xanh rồi, thấy đẹp rồi. Tới chút nữa mưa nhiều quá, nó có cò vô đây, cò nó vô đây nguyên đàn. Nhưng mà không biết bây giờ còn không, chứ tôi từng ở đây thì tôi từng thấy cò nó vô đây. Tôi kiếm ăn ở trong này, và bây giờ đầu mùa mưa thành thật là nó cũng không có cái gì để nó ăn. Đi ở trong này á, hiện giờ là huyện đang chuẩn bị cái miếng đất này để làm cái trường đua bò. Xanh đua bò để làm cái lễ hội đua bò. Hai mẫu đất ở trong này. Thấy vậy chứ trên đó, trên núi này là có bà con người ta ở trên này cũng khá đông nha bà con. Tất cả nhà đã ở cái khu này, giờ cái chỗ này giờ tụi trẻ nó lên check in như đây. Tôi chưa từng lên, có lên con lần lên nữa chừng thấy dốc đó nha, khủng khiếp quá. Không có dám lên nữa. Hồi sẽ ôm mà chở một cái tuột ra sao, thấy nguy hiểm quá không dám đi. Ở trên đỉnh này chắc chưa có ai lên tới rồi. Trên núi Cô Tô này có thể là khai thác du lịch được, làm cáp treo. Rồi chỗ làm các nhà thấy gì trên thầy làm khu du lịch được. Cái dầu đá này thì có nhà người ta ở nè. Dầu đá này cũng cao. Nói chung thì cái núi Cô Tô này là còn hoang sơ nhiều, không có
không như núi Cấm. Núi Cấm với núi Dài thì bà con người ta lên đó cũng đông, nhất là núi Dài người ta lên ta làm rẫy trên đó, còn ở núi này thì chưa mấy gì nhiều. Cái chỗ này là cái chỗ của cô 11 chứ phải không? Đúng rồi, này là chùa cô 11 ở đây. Vì sơn tô cổ tự vậy. Đồng bào người dân tộc ở đây, người ta đi lên núi người ta lấy củi, người ta kiếm củi nè, cũng gian nan lắm. Giờ mình đi xuống đó, cái đường ở chùa lên đi lên đó là rẽ vô chỗ này nè, vô chùa Tam Bà. Và bây giờ có cái bảng hướng dẫn cũng dễ, hồi xưa là đi phải hỏi đường người ta, còn bây giờ thì người ta có để mấy cái bảng chỉ đường, thành thử ra các bạn mà lên tới cái đoạn này là các bạn đi vô hồ dễ lắm. Có bảng chỉ đường ở dưới kia cũng có cái bảng chỉ đường. Cái này là đi lên núi, đi lên chùa. Mình đang ở trên đường, mình đi xuống đường Nghĩa Trang Nhân Dân. Bên đây là nghĩa địa không ạ? Chôn cất cái khu này là khu mã. À, đây là cái cổng. Cổng chùa Tà Bà. Nhà này là cái nhà để nghỉ chân thôi. Tiếng Khmer kêu bằng Tha La. Thì có mấy cái bảng chỉ đường cũng êm. Các bạn ở ngoài vô đây đi tham quan này nọ dễ, có đường có bảng chỉ dẫn này nọ đi cũng dễ dàng. Ở đây thi công còn cái vụ xe kéo nước này nữa nha bà con. Cái giếng này là cái giếng cổ, cái giếng này có cũng cả trăm năm nay mà nước giếng ở đây là uống rất ngọt. Hồi xưa khi mà chưa có nước máy hoặc là nước bình là cả cái huyện này đã uống cái nước này, nước của cái giếng này.
dáng sông hiền hòa, qua làng lượn quanh uống quanh quê hương dặm tre. Rồi gánh cái này ván bấm nè, nó ngu mới chả. Kéo nước mà kéo nước bướm thùng vậy được 30-40 ngàn, tùy gần xa. Ví dụ kéo nước này hồi xưa mấy chục xe lận, mà bây giờ còn cỡ 10 người kéo nước. Mà vụ kéo nước này thì hình như là chỉ còn ở huyện Phi Tôn là còn kéo nước mướn như thế này, chứ các nơi khác không thấy. Chỉ có đây là thấy còn. Kéo nước nên á, gặp mấy đệ tử đường này là đường đi vô chợ huyện Phi Tôn, chợ thị trấn. Thứ ba xe kéo xe luôn. Với cái cảnh mà kéo nước như thế này là hiếm rồi nha bà con. Bây giờ chỉ còn ở Phi Tôn thôi, chỉ còn ở Phi Tôn mới gặp cái cảnh ra kéo nước như kiểu này, chứ tôi đi nhiều nơi là không còn thấy nữa. Ngay cả ở đây hồi xưa là cũng ba bốn chục người sống nhờ cái nghề này, nhưng mà bây giờ thì chỉ còn không tới chục người. Thùng như được 30-40 ngàn gì đó. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
tung tăng lá gai trai say sưa bắn cầu